nhảy xuống tao cũng phải một tiếng mấy. Làm gì xác mình á. Mày nói quá quá. Tao thủ đức xác Đồng Nai nè. Đâu mày đang ở Bà Rịa xác Đồng Nai luôn á. Ở Huế mà làm Nha Trang. À thì nói rõ vậy đi. Em tưởng đâu là anh đẻ hai chỗ. Một lần em đẻ một lần hai chỗ. Mày ở chỗ nào chúng ta? Tao ở Bình Châu á. Ở Bình Châu. Ây da. Bình Phước cũng xác Đồng Nai. Ở đâu vô nữa vậy? Kệ mày. Ôi comment hổn quá à. Bạn chị yếu quá coi cứ cà giật. Vậy hả? Kêu công ty.